Xung quanh chúng ta luôn luôn có những cái món đồ mà chúng ta nghĩ rằng là dường như là nó đã trở thành phế liệu rồi, nó không còn giá trị nữa. Nhưng mà trong mắt của một người làm đạo cụ á, thì chúng ta hoàn toàn có thể tái chế nó, biến hóa nó, tân trang nó lại thành một cái món đồ từ vô giá trị trở thành một món đồ có giá trị giải trí cực kỳ cao luôn ha. Thì video lần này chúng ta sẽ lấy cái ví dụ như cái mẫu đồ như sau. À, đây là một cái khẩu súng. Nó không phải là theo một cái mẫu nào có sẵn hay là có thật ngoài đời hết trơn á. Nó là một cái cây súng dành cho cái máy game Wii hồi xưa. Chắc nhiều người vẫn còn nhớ về cái dòng máy Wii của Nintendo làm mưa làm gió cách đây hả cũng khoảng hơn một thập kỷ trước rồi. Cái máy này là một trong những cái máy chơi game cảm ứng đầu tiên ha. Và nó có nhiều cái loại game rất là cuốn hút, rất là hay. Nó mới chế tạo nên những cái món đồ để mà có thể đi kèm với lại cái remote của nó. Thì cái khẩu súng này chính là cái nơi để mà gắn cái remote Wii vô ha. Và chúng ta sẽ sử dụng nó để mà chơi những cái trò chơi bắn súng đó. Hồi xưa mình có sở hữu cái máy Wii và mình cũng mua luôn cái bộ những cái phụ kiện gắn chung với lại cái điều khiển của nó. Nó bao gồm cái khẩu súng này. Thì bây giờ là mình đã không còn chơi máy Wii nữa rồi. Mình còn giữ lại những cái đồ phụ kiện của nó. Thì mình thấy cái khẩu súng này nó vẫn còn khá là đẹp nếu như mà chúng ta biết cách tân trang, biết cách biến hóa nó lại. Đây là cái mẫu nguyên bản của nó lúc mà mới mua về. Nó sẽ trông như thế này. Còn đây là cái mẫu là mình đã tân trang nó cách đây cũng lâu rồi, chắc cũng phải tầm 10 năm rồi đó, là mình tự động mình tân trang lại, mình gắn thêm gắn này cho nó. Cái khẩu này mình lấy cảm hứng từ cái khẩu súng nào các bạn biết không? Đó chính là khẩu TMP ở trong Resident Evil 4 bản 2005 ha. Bởi vì mình thấy là cái kiểu dáng của nó đó khá giống giống tới khoảng 60-70% luôn. Nếu như mà biết biến tấu nó lại chút xíu có thể nó sẽ còn giống hơn nữa. Ban đầu nó có cái ngoại hình là màu trắng với lại nó không có những cái phụ kiện như là cái tay cầm này hay là cái băng đạn này đâu. Cái này là biến tấu nó lại thôi, cách đây cũng lâu lắm rồi, cũng tầm hơn 10 năm rồi. Cho nên là bây giờ mình sẽ tân trang lại ha, bằng cách là đầu tiên là mình gỡ những cái hồi xưa mình làm ra đó. Cái băng đạn á, thì mình thấy là vẫn còn xài được cho nên là thôi chắc cứ để như vậy đi, bây giờ chỉ có cách là tân trang sao cho cái này nó hợp lại thôi. Thì để mà tân trang nó lại á, mình quyết định á, là sử dụng công nghệ 3D để mà làm cái việc này. Đó là lý do mà mình đã lên máy và mình lấy cái số đo của cái khẩu này, mình đo những cái chỗ lõm chỗ liền của nó để mà mình có thể thiết kế nên cái phần 3D để mà áp lên che cái chỗ lõm này lại ha. Mình thiết kế cho nó có một cái đường nó lõm vô như vậy để mà mình có thể gắn nó vừa khít vô cái chỗ lõm của cái khẩu súng này, biến tấu thêm những cái chi tiết dựa trên cái súng Steyr TMP này. Cái khẩu này là cái khẩu có thật và Resident Evil là nó lấy cảm hứng từ cái khẩu Steyr đó. Thì sau khi mà mình thiết kế xong 3D á, là mình tiến hành in ra những cái mẫu 3D của những cái phụ kiện đó. Đầu tiên chúng ta có là cái phần trên của nó để mà mình che cái phần lõm của cây súng đi ha. Cái thứ hai là cái phần tay cầm của nó nè. Và mình có là cái tactical rail này là để gắn những cái phụ kiện như là ống nhòm, red dot sight hay là iron sight đồ này kia ha. Thì ở đây nó vẫn còn những cái phần nhựa dư, nhựa thừa này. Thì chút xíu nữa chúng ta sẽ chà nhám nó là nó sẽ ổn lại thôi. Nhưng mà trước đó thì mình sẽ áp thử vô coi coi nó có vừa với cái súng này không. À, nó vừa in luôn. Cái màu nó phân chia gì cũng đẹp ha, nhưng mà thôi để xíu nữa mình xử lý cái bề mặt của 3D này xong đó, rồi sau đó mình sơn màu đen thôi, coi coi nó thử rồi nó như thế nào. Nhưng mà mình rất là mừng là bởi vì nó vừa khít, nó không dư một ly, không thiếu một xăng nào luôn. Cái tay cầm á, thì mình có thể làm nó đắp vô được cái phần lõm. Hồi xưa cái chỗ này là nó chứa cái pin của nó trong đó ha, là mình làm nó đắp vô cái phần lõm này luôn. Rồi cách để mà xử lý những cái vật 3D á, thì nó cũng không khác mấy so với lại những cái lần làm prop của chúng ta ha. Đầu tiên á, là chúng ta thấy á, là nó có những cái phần nhựa dư thừa này á, thì chúng ta sẽ phải chà nhám nó một chút xíu. Bạn và nhớ là mang khẩu trang vô, cái bụi 3D là nó không có bổ béo gì đâu, nó không có healthy gì đâu. Chà 3D thì nó mệt hơn chà foam chút xíu là bởi vì nó phải sử dụng sức nhiều hơn do là 3D là nhựa là nó cứng hơn. Rồi, xem đi, nó là quên. Trong này nó còn có phần support nữa ha. Support này là một trong những cái giá đỡ khi mà in 3D á. Mà mốt có dịp mình làm video liên quan tới 3D á, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trong một cái video khác. Bởi vì 3D là trong một cái quá trình mình học, nó cũng khá là phức tạp chứ phải không? 3D nó cần tư duy nhìn hình ảnh rất là tốt, nhìn hình học rất là tốt. Cho nên là mình cũng phải dày công mày mò học. Bật mí cho các bạn chút xíu á, là hồi mà mới mua cái máy in 3D về á,
Thì mình thú thật luôn, lúc đó mình chưa có biết dựng 3D trên phần mềm đâu. Khi mà mua về rồi á, mới mày mò học hỏi. 3D thật sự là nếu như mà học á, nó cũng rất là hay ha. Nó làm cho mình tư duy hình ảnh tốt hơn và nó cũng rất là giúp ích trong làm prop. Nếu như mà các bạn biết vận dụng nó và biết cái cách để mà áp dụng giữa 3D, giữa form với nhau á, thì các bạn có thể tạo nên muôn vàn những cái món đậu phụ đẹp mà có kết cấu chắc chắn mà lại có thẩm mỹ tốt nữa ha. Rồi sau khi mà chà nhám xong rồi đó thì mình sẽ gắn cái thanh Tactical Rail này lên trên cái phần trên của cây TMB này ha. Rồi công đoạn tiếp theo là chúng ta sẽ xử lý cái súng của cái máy quy này ha. Thì làm gì làm cũng vẫn cần chà nhám nha các bạn. Mặc dù là cách đây rất là lâu, khi mà mình tân trang cái khẩu này lần thứ nhất á, là mình cũng đã có chà nhám rồi, sơn lót rồi sơn đen lên rồi. Nhưng mà cái thủ thuật á, là khi mà các bạn muốn đổi cái màu sơn mà các bạn đã sơn lên rồi á, thì các bạn nên chà nhám cái lớp sơn cũ để mà cái lớp sơn mới nó cũng có thể bám được. Nhớ nha, chà nhám xử lý bề mặt rất là quan trọng nha. Riết rồi hả, cứ nói chà nhám miết, cái gì cũng phải có chà nhám ở trong mới chịu nổi ha. Nhưng mà thật sự nó là một công đoạn rất là quan trọng, đừng có coi thường nha các bạn. À, thì mình gắn vô thử rồi vậy. À, trông rất là đẹp đúng không? Rồi, bây giờ vậy là mình làm gần xong rồi ha. Bây giờ cái nhiệm vụ cuối cùng của mình làm nữa đó chính là thêm. Ủa, chết cha. Ủa, cái nòng của tôi đâu mất tiêu rồi ta? Rồi xong luôn. Nghĩa là quên quên làm cái nòng. Làm tới cái công đoạn này rồi đó, mình mới chợt nhận ra một cái sự thật ngỡ ngàng, đó chính là mình quên làm cái chi tiết mà nó quan trọng để mà hả, làm cho cái ngoại hình của cái cây này nó đẹp hơn xíu. Đó chính là cái muzzle hay còn gọi là cái nòng của nó đó. Cho nên là mình phải tất ba tất bật. Các bạn có thể nghe thấy mình thở ha, là chạy xuống in cho ra cái nòng giống vậy. Đây là cái phần nòng cũ của nó, nếu nhìn nó rất là thô, rất là kỳ, nên là mình làm cái phần này, mình gắn nó vô coi coi nó vừa không ha. Nó vừa khít luôn và trông nó cũng rất là đẹp đúng không? Sau khi đã lắp ráp lại tất cả mọi thứ với nhau rồi thì chúng ta sẽ sơn nền màu đen bóng lên cái cây súng này ha. Mình sử dụng cái loại sơn như là cái video metallic lần trước mình sơn á, và mình sẽ chờ khô trong khoảng 12 tiếng đồng hồ để cho cái sơn này nó khô chết. Rồi, giờ mình nghĩ là cũng đủ cái thời gian khô rồi đó. Thật sự mình nói với mấy bạn là khoảng 12 tiếng thì cái sơn nền nó sẽ khô chết. Nhưng mà để mà kỹ kỹ hơn xíu, mình để nó 24 tiếng đồng hồ luôn ha. Có nghĩa là bây giờ đã qua ngày hôm sau rồi. Thì cùng coi coi nó khô như thế nào. À đây, các bạn thấy bóng bẩy rất là đẹp luôn đúng không? À, nó cầm vô cái sơn nó không có bị dính, hay là nó không có bị để lại vân dấu tay ở trên cái đồ nữa. Nhưng mà theo như mình coi kỹ lại cái phần sơn của TMB á, nó không phải là màu đen tuyền giống như vậy, nó không có đen bóng lên giống như vậy, mà nó mang một cái màu hơi hướng là xám xám bạc bạc. Cho nên là giờ chắc là cái công đoạn kế tiếp á, là mình lại phải sơn thêm một lần nữa. Cái băng đạn thì mình làm cái thủ thuật che mối nối như mình đã hướng dẫn trong cái video trước ha. Rồi đó là sử dụng giấy, rồi sau đó là trét cây dán sắt lên. Bạn có thể xem qua cái video đó để mà tham khảo thử. Đây là một cái thủ thuật khá là hay mà nó không có tốn quá nhiều công sức, quá nhiều thời gian ha. Tốn miếng da tay hơi lâu lâu, kiểu dán sắt nó lên dính lên da tay, cái rồi gỡ ra là đi nguyên một mảng da tay luôn các bạn thấy. Rồi vậy là chúng ta đã làm xong cái mẫu TMB remake lại bởi Westy Props ha, tái chế từ một cái món đồ chơi cũ tưởng chừng là như là bỏ đi, nhưng mà là khi mà các bạn thấy được cái thành quả cuối cùng á thì trông nó rất là bắt mắt đúng không, nhìn nó không hề giống một cái món đồ bỏ đi tí nào nữa. Và đây chính là một trong những cách để mà các bạn có thể tái sử dụng lại những cái món đồ mà tưởng chừng là vô giá trị, biến nó thành những cái món đồ hoàn toàn có giá trị giải trí. Westy Props chúng mình rất là tự hào vì có thể tái chế được, tái sử dụng được những cái món đồ mà tưởng chừng như là bỏ đi rồi, nhưng mà thật sự là thứ nhất tái chế một phần rất là bảo vệ môi trường cho chúng ta. Cái thứ hai nữa là mọi thứ trên cuộc đời này nó đều có cái giá trị của nó hết, không có cái gì là vô lý, không có cái gì là vô nghĩa cả, mình chỉ cần phải thấy được cái giá trị đó thôi. Những cái món đồ cũng vậy, và chúng mình làm sao để mà vận dụng tối đa những cái chức năng, những cái giá trị của những cái món đồ đó. Rồi nếu như các bạn thích là video này thì hãy like, share, subscribe ha. Sắp tới sẽ còn ra nhiều video hay hơn nữa.